Du khách Tây ăn sạch chợ Việt Nam, hết lời khen ngợi, ngon và rẻ nhất Đông Nam Á, gọi nơi đây là bếp ăn của thế giới. Chào các bạn đã đến với Grab Việt Nam. Các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà bạn bè quốc tế đều khen ngợi các món ăn Việt Nam rất ngon, hấp dẫn. Những gian hàng ẩm thực Việt Nam trong những festival quảng bá du lịch, văn hóa, ẩm thực ở nước ngoài luôn thu hút đông đảo người bản xứ và quốc tế đến tìm hiểu và thưởng thức. Ẩm thực Việt Nam ta từ trước đến nay được mệnh danh là ngon, bổ và rẻ. Những cửa hàng ở các góc nhỏ hay những chiếc bánh mì vỉa hè đã không còn xa lạ với chúng ta. Nhưng đối với du khách thì họ gọi đó là mỹ vị nhân gian của Việt Nam. Thật kỳ lạ phải không nào? Mời các bạn xem video dưới đây nhé! Johnny Tsai vốn là một blogger nổi tiếng đến từ Mỹ. Anh là người đứng sau thành công của hàng loạt video triệu view trên các nền tảng mạng xã hội trong lĩnh vực du lịch ẩm thực. Dự kiến cầm số tiền 100 đô la Mỹ hơn 2,3 triệu đồng để khám phá chợ Hồ Thị Kỷ. Du khách người Mỹ đã càn quét hết quán nọ sang quán kia, ăn đủ món nhưng cuối cùng tiêu chưa hết 1 triệu đồng. Trên kênh cá nhân thu hút hơn 1,5 triệu lượt theo dõi của mình, Johnny chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá khi tới thăm các vùng đất mới lạ, trải nghiệm về văn hóa ẩm thực ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Được biết, Johnny đã bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội ở Việt Nam từ năm 2017 thông qua những video chia sẻ trải nghiệm về món ăn Việt. Anh thậm chí không ngại thử sức cả các món được xem là kinh dị với du khách nước ngoài. Trong thử thách mới đây, vị khách người Mỹ cho biết anh dự kiến cầm số tiền 100 đô la Mỹ hơn 2,3 triệu đồng để khám phá chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ. Theo lời giới thiệu của Johnny, đây là một trong những chợ đêm tuyệt vời nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Khu chợ bắt đầu nhộn nhịp từ lúc 17 giờ 45 khi nhiều cửa tiệm hàng rong rục rịch mở cửa đón khách. Tôi rất háo hức thử khám phá, Johnny nói. Hành trình food tour bắt đầu từ tiệm bánh trứng gà non Hồng Kông, nhưng du khách người Mỹ lại lựa chọn món xúc xích cuộn trứng gà với giá 50.000 đồng một suất. Phần ăn gồm có xúc xích ở giữa, bên ngoài phủ trứng gà, rắc thêm trà bông, phô mai béo ngậy, tất cả hòa quyện cùng chút tương ớt cay nhẹ kèm sốt. Háo hức nếm thử món đầu tiên, Johnny cho biết xúc xích mềm mượt như pate, quyện lẫn vị béo ngậy của phô mai khiến anh muốn ăn thêm. Tôi thích món này lắm, anh nói. Kế tiếp, anh ghé thăm quầy hàng nhỏ chuyên món ốc bươu nhồi thịt kiểu Đà Lạt. Johnny thú nhận, ốc là một trong những món ưa thích nhất của mình ở Việt Nam, nên anh đã gọi món ốc luộc trong nước dừa với giá 35.000 đồng mỗi phần và một hộp ốc bươu nhồi thịt giá 36.000 đồng. Thịt ốc giòn sật, tươi ngọt vì luộc trong nước dừa. Còn món ốc nhồi chỉ cần rút cột giả nhét bên trong là sẽ lấy hết trọn vẹn phần nhân thịt. Johnny thấy cách làm này rất sáng tạo và anh muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị nguyên chất của món ăn, nên không chấm kèm mắm giả. Tiếp tục hành trình, Johnny ghé qua quầy bánh căn trứng cút. Bánh được chiên nóng giòn tại chỗ, tỏa mùi thơm hấp dẫn. Anh gọi 4 đĩa bánh giá 160.000 đồng, kèm thêm nhiều đồ ăn kèm như thanh cua, tôm tươi, hành phi với nước mắm chua ngọt. Khi trời đổ mưa, Johnny tới càn quét ở cửa tiệm chuyên bán đồ nướng. Tại đây anh gọi một đĩa bạch tuộc nướng, xiên bò nướng giả và bò nướng lá lốt. Anh không ngại thử thêm món nhum biển nướng trứng cút và nhum biển nướng mỡ hành. Dù không thực sự mê nhum, nhưng đầu bếp nêm nếm vừa miệng nên món ăn đậm vị béo bùi, chinh phục thực khách. Quầy bán bánh tráng cuộn tiếp tục khiến Johnny mê tít. Anh gọi một phần đầy đủ trứng cút, sa tế, phô mai, hành phi có giá 20.000 đồng. Món ăn có giá bình dân này vốn rất được lòng giới trẻ. Trời đã về khuya, sau khi khá no nê với nhiều món mặn, vị khách Mỹ kết thúc chuyến food tour bằng món ngọt, kem bơ với giá 30.000 đồng. Anh cho rằng món ăn vặt này rất hợp với thời tiết oi nóng ở thành phố Hồ Chí Minh, hấp dẫn thực khách nhờ hương vị thơm béo tự nhiên. Với 2,3 triệu đồng dự kiến ban đầu, sau một buổi tối oanh tạc hết cửa tiệm này sang nhà hàng nọ, ăn đủ món chiên, xào, nướng, từ đồ mặn tới đồ ngọt, nhưng cuối cùng Johnny cho biết anh chỉ tiêu hết khoảng 790.000 đồng. Chợ Hồ Thị Kỷ vốn là chợ đầu mối chuyên buôn bán hoa tươi và trái cây nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nơi này còn là thiên đường ăn vặt nổi tiếng của giới trẻ. Chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ bắt đầu mở cửa từ 15 giờ tới đêm muộn. Trong chợ là hàng trăm hàng quán với rất nhiều món ăn ngon, hấp dẫn cho thực khách tha hồ lựa chọn. Những món ăn của nhiều vùng miền từ ẩm thực Huế, Đà Nẵng cho tới An Giang nhưng được biến tấu cho phù hợp với thực khách miền Nam. Ẩm thực, một nét di sản tinh tế được hình thành trong dòng chảy hàng ngàn năm văn hóa Việt Nam đã góp phần làm say lòng bao du khách, bạn bè quốc tế khi đến giải đất hình chữ S. Ngày càng nhiều món ăn Việt Nam được quốc tế tôn vinh, do vậy ở Việt Nam đã ra đời Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cùng nhiều tổ chức khác để cùng chung hành động ý nghĩa là đưa di sản ẩm thực thành tài sản để phát triển với kỳ vọng biến Việt Nam thành bếp ăn của thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn thấy sao về nội dung ngày hôm nay? Hãy bình luận xuống bên dưới cho tôi biết nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại!